Lên núi nhặt hòn đá thịt ba chỉ, ông lão ngất liệm khi vừa bê tới cửa, vợ vừa khóc vừa cười sung sướng. Mang hòn đá hình thù kỳ dị về nhà, người đàn ông ngã ngửa bởi những gì nó mang lại. Một người nông dân như thường lệ lên núi hái thuốc, tuy nhiên lần trở về nhà này, cùi của ông lại nặng thêm mấy lần bởi một hòn đá lạ ông tình cờ bắt gặp trên núi. Vừa nhìn thấy hòn đá, ông đã nảy ra ý định mang về ngay bởi hình dáng lạ độc đáo của nó. Hòn đá trông như một miếng thịt heo đông lạnh vậy. Sau khi về nhà cọ rửa, hòn đá nơm càng giống miếng thịt heo với màu sắc vô cùng tươi sáng. Khi hòn đá mang về đến nhà, dân làng hiếu kỳ kéo đến xem, ai cũng trầm trồ trước hòn đá độc đáo. Có người còn khuyên ông mau chóng mang xuống thành phố, hòn đá đẹp thế này hẳn bán được tiền. Nghe lời hàng xóm, ngày hôm sau, ông lão khệ nệ ôm hòn đá xuống phố tìm đến cửa hàng đá quý, mong muốn bán được vài trăm nghìn đồng với hòn đá mà mình tìm thấy. Tuy nhiên thật không ngờ, những nhà buôn đá quý ở cửa hàng ngay lập tức cực hứng thú với hòn đá thịt lợn này. Người đàn ông đầu tiên trả giá 330 triệu đồng cho hòn đá ba chỉ. Lão nông cả đời lên núi hái thuốc trồng lúa, chưa bao giờ nghe thấy nhiều tiền đến vậy trong đời, suýt nữa lại ngất ngay tại chỗ. Tuy nhiên mọi việc chưa dừng lại ở đó, người chủ buôn đá quý lớn nhất tỉnh trả giá hơn 1 tỷ cho hòn đá độc đáo này. Ngay lập tức, lão nông vui vẻ đồng ý bán ngay. Không ngờ hòn đá nhặt trên núi lại mang về số tiền khổng lồ mà cả đời ông mơ cũng không dám mơ. Tuy nhiên vài ngày sau, người quanh làng báo lại, viên đá thịt lợn của ông lão đã được người chủ nọ thành công bán với giá 4 tỷ đồng, gấp 4 lần giá mà ông bán cho chủ buôn. Ông lão buồn rầu ngẫm nghĩ về số tiền 3 tỷ đã mất. Tuy nhiên vợ ông động viên rằng, dù sao gia đình mình cũng đã nhặt được 1 tỷ trời ban đấy sao. Một hòn đá có hình dáng gần giống của ông lão nhặt được đã từng được đấu giá. Giá trị thời điểm đó đạt tới 60 triệu euro. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học cũng như giới chơi đá quý vẫn còn tranh cãi về nguồn gốc những viên đá màu sắc lạ lùng đẹp đẽ này. Làm nghề nuôi trai lấy ngọc đã lâu, người đàn ông bỗng sốc nặng khi mở một con trai lạ. Một trong những trang trại nuôi trai lấy ngọc lâu đời ở Australia vừa mới có một phát hiện thú vị và nó sẽ đem về cho họ lợi nhuận không nhỏ. Anh James Brown là thế hệ thứ ba trong một gia đình chuyên nuôi trai lấy ngọc ở vịnh Sinesh, Tây Kimbell trong hơn 60 năm qua. Thế nhưng vào tháng 8 vừa qua, người đàn ông này còn chứng kiến một cảnh tượng bất ngờ hơn. Có lẽ cả đời này cũng chỉ xảy ra có một lần khi anh bắt được một con trai ngọc môi vàng kỳ lạ. Bên trong nó có tới 10 viên ngọc trai rất sáng. Chúng tôi chưa từng chứng kiến điều như thế này, mặc dù tôi đã mở hàng trăm ngàn con trai trước đây, anh Brown vui mừng cho biết. Các viên ngọc trai này có đường kính khác nhau, từ 4 cho tới 15mm, tức là có những viên đá khá to. Và đây cũng là một điều đặc biệt. Anh Brown cho biết, với các viên ngọc trai tự nhiên ở loài trai ngọc môi vàng, hay tên gọi khoa học là Bintadam maxim, cứ 5.000 đến 10.000 con thì mới có một con có ngọc. Thế nên đây có thể là một phát hiện có 102. Tuy nhiên theo Rao, hầu hết các viên ngọc tập hợp ở bộ phận sinh dục của con trai cho thấy khả năng nó là một con trai được nuôi chứ không phải trai tự nhiên. Nhưng dù có trai nuôi đi chăng nữa thì số lượng lớn các viên ngọc ở bên trong một con trai như thế này cũng là điều vô cùng hiếm có. Và nếu bán đi, anh có thể thu về một số tiền lớn. Bạn phải nhớ rằng khi nuôi trai môi vàng lấy ngọc phải mất 2 năm mới có ngọc. Mỗi con chúng tôi cũng chỉ lấy được một viên duy nhất và khả năng thành công cũng chỉ từ 70 tới 80% mà thôi, anh Rao chia sẻ tiếp. Theo anh Rao, có một thị trường nhỏ cho các viên ngọc trai tự nhiên trên thế giới và chúng vô cùng hiếm hoi cũng như có giá trị thường cao gấp 10 lần so với ngọc trai nuôi với cùng kích thước, hình dạng và chất lượng. Nhưng bạn cần có giấy xác nhận từ phòng thí nghiệm chứng minh nó là ngọc trai tự nhiên. Còn chúng tôi đã chụp ảnh các viên ngọc trai rồi cất chúng ở trong két, anh Rao khẳng định. Trong khi đó, anh Rao vẫn chưa quyết định sẽ bán các viên ngọc trai này hay dùng chúng để làm đồ trang sức. Hiện tại, anh vẫn đang trưng bày chúng ở trang trại. Được biết, ngọc trai vịnh Sinesh nổi tiếng là loại ngọc trai có giá trị nhất trên thế giới. Gia đình anh Rao còn có một viên ngọc trai nuôi với đường kính 22,24 mm, nặng 156 gram và được trả giá tới 1 triệu đô la. Tuy nhiên họ vẫn chưa bán mà để trưng bày ở Rumi,